các loại cây thuốc nam cũng là một trong những biện pháp giảm đau nhức an toàn, hiệu quả, lành tính, mang lại hiệu quả cao cho các bạn khi sử dụng. Thế nhưng đâu mới là phương pháp giúp giảm đau nhanh chóng và phổ biến nhất hiện nay? Một, trà xanh. Theo các nghiên cứu khoa học, trong trà xanh có chứa một lượng lớn hoạt chất có công dụng giảm sưng, tiêu viêm, ngăn ngừa quá trình phá hủy sụn khớp. Người bệnh xương khớp sử dụng trà xanh giúp phóng thích các tế bào bạch cầu bên trong cơ thể nên có thể hỗ trợ làm giảm các chứng đau nhức xương khớp hiệu quả. Cách thực hiện: đem lá trà và gừng tươi thái lát mỏng, rửa sạch, đun sôi với nửa lít nước, đến khi sôi thì nhấc xuống để nguội, dùng sau khi ăn nửa tiếng. 2. Lá lốt. Lá lốt có vị cay, tính ẩm, mùi thơm, có tác dụng ôn trung, tán hàn, chỉ thống hạ khí, được sử dụng nhiều để hỗ trợ chữa các bệnh phong hàn thấp, đau lưng, tê bại, tê thấp, đau gấp ngang lưng. Chỉ cần bạn phơi khô lá lốt trong bóng râm cho héo, sắc với nước trong 30 phút rồi lọc lấy phần nước bỏ bã, uống sau bữa ăn tối. 3. Ngải cứu. Ngải cứu vị đắng, tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, điều hòa khí huyết, là vị thuốc chủ trị trong các bài thuốc chữa các bệnh đau nhức do xương khớp gây ra. Ngải cứu có thể sử dụng bằng nhiều cách như sắc nước uống, đắp lên vùng đau nhức hoặc hơ điếu ngải. Ngải cứu rửa sạch với muối, giã nát, giấm đun nóng, dùng một miếng vải hoặc khăn sạch, mỏng, gói lá ngải cứu trộn với giấm, đắp lên vùng đau nhức. Thực hiện liên tục nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 15 ngày thì ngưng rồi tiếp tục. Lưu ý, nếu dùng ngải cứu để uống, chỉ nên uống từ 3 đến 5 gram ngải cứu tươi một lần, không nên sắc uống thay trà vì ngải cứu có dược tính cao nên dễ gây ngộ độc. 4. Xấu hổ đỏ. Cây xấu hổ còn có tên gọi khác là cây trinh nữ, mắc cỡ. Theo đông y, xấu hổ vị ngọt chát, tính mát, có công dụng chống viêm, trấn an tinh thần, được sử dụng để điều trị phong thấp tê bại, suy nhược thần kinh. Người bệnh cần 120 rễ cây xấu hổ đem sao vàng, tẩm rượu 40 độ cho khô, sắc với 60ml nước, thấy còn 200-300ml nước thì ngưng, chia thành 2-3 lần uống mỗi ngày, sử dụng kiên trì trong 5-7 ngày để thấy hiệu quả. 5. Huyết đằng. Huyết đằng có vị đắng chát, tính bình, có công dụng hoạt huyết, khu vong, thanh nhiệt giải độc. Ngoài ra, nó còn có tác dụng thư cân hoạt lạc, giúp chữa các chứng đau nhức xương khớp, đau mỏi đầu gối, gân cốt tê dại. Người bệnh sử dụng huyết đằng sắc với nước để uống, có thể kết hợp với cốt toái bổ, cầu tích, ngưu tất, từ giải mỗi thứ 20g, cùng 4g bạch chỉ, 6g thiên nhân kiện để thêm hiệu quả. Khi sử dụng các loại cây chữa bệnh xương khớp, người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau. Thuốc nam chỉ có thể sử dụng để hỗ trợ, giảm đau, cải thiện các triệu chứng của bệnh xương khớp, chứ không thể điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh. Trước khi sử dụng, các bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc về liều lượng sử dụng. Hiệu quả của thuốc nam phụ thuộc rất nhiều vào cơ địa của mỗi người. Kiên trì sử dụng, nếu có dấu hiệu dị ứng thuốc nên ngưng sử dụng ngay lập tức. Cần kết hợp với chế độ ăn dinh dưỡng, ăn uống phù hợp. Không sử dụng thức ăn nhanh, thực phẩm giàu chất béo hay bia rượu, chất kích thích. Tránh các vận động nặng nhọc, dễ gây áp lực lên xương khớp. Các loại cây thuốc nam chữa bệnh xương khớp có tác dụng giảm đau lành tính, an toàn nhưng không thể chữa được bệnh tận gốc. Đặc biệt với các bệnh đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm, phong thấp. Do đó, nếu tình trạng đau nhức kéo dài, người bệnh nên nhanh chóng thăm khám để tìm ra nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thêm cho mình những thông tin về sức khỏe nhé.